hoặc là chủ nhật của tuần sau, cảnh báo có nơi mưa to, dễ đi kèm gió giật và sấm sét. Các ngày còn lại trong tuần trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng nhẹ lên 31 tới 35 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình ước mơ khám phá và chia sẻ những vùng đất mới. Nơi nắng, gió khiến tóc khô và xơ rối. Nhưng mình không lo vì đã có Sinh Siêu ống mượt rạng ngời. Với tinh chất bồ kết giúp nuôi dưỡng sâu cho mái tóc chắc khỏe và bóng mượt vượt trội. Với Sinh Siêu, buồn tóc bóng mượt ngại gì nắng gió. Thông báo về quỹ vaccine phòng chống COVID-19 tỉnh Long An. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia đã xác định vaccine là giải pháp cơ bản, quan trọng và hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, Chính phủ cũng như tỉnh Long An đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiến tới thực hiện tiêm vaccine cho toàn dân. Trên tinh thần đó, vào lúc 9 giờ ngày thứ Hai, 7 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Thống Nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An công bố thành lập và ra mắt Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An. Quỹ được thành lập nhằm để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền và vaccine của các tổ chức cá nhân trong ngoài tỉnh cho hoạt động mua vaccine và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh Long An. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, mình vì mọi người vì mình và truyền thống thương người như thể thương thân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An trân trọng thông báo và kêu gọi nhân dân, các tổ chức cá nhân trong ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 tỉnh Long An. Trồng khá phổ biến ở các tỉnh phía Nam từ nhiều năm qua. Riêng tại tỉnh Long An, diện tích thanh long không ngừng tăng lên trong hơn 10 năm trở lại đây và trở thành một trong những loại cây nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Trái thanh long trở thành mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cho người nông dân. Từ một số hộ trồng diện tích nhỏ để thử nghiệm, đến nay cây thanh long có mặt ở hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh Long An.